Được biết nhạc sĩ Nguyễn Hiền đã qua đời vào lúc 10 giờ 15 sáng ngày 23 tháng 12 năm 2005 tại tư gia của ông ở thành phố Westminster, Orange County. Với niềm thương nhớ sâu xa của mọi người, đối với một tên tuổi có nhiều đóng góp cho nền tân nhạc và ngành truyền thanh Việt Nam. Tại nơi cư ngụ, nhạc sĩ Nguyễn Hiền đã mang tất cả hình ảnh quê hương yêu quý của ông với nhiều loại cây quen thuộc cùng nhiều loại hoa đặc biệt của Việt Nam để vun trồng trên mảnh đất xinh xắn sau nhà. Nơi góc nhỏ quê hương đó, nhạc sĩ Nguyễn Hiền ngày ngày đã đưa tâm hồn mình về với những hoa bướm ngày xưa của ông. Trong niềm hạnh phúc gia đình tràn trề với người vợ thân yêu đã sống bên cạnh ông trên hơn nửa thế kỷ. Trong niềm xúc động lớn lao trước sự ra đi của một nghệ sĩ lão thành, chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Truyền Kỳ thực hiện xin dành hai kỳ phát thanh đặc biệt đề cập về cuộc đời và những hoạt động văn hóa nghệ thuật của ông, dựa trên những lần tiếp xúc trực tiếp cũng như qua điện thoại với nhạc sĩ Nguyễn Hiền. Cho nhớ thương về quê xưa, mùa xuân không còn nữa, muôn cánh hoa đào phai úa, lối cũ rơi hững hờ. Nơi ấy bao ngày xanh qua, hồn thơ mơ màng qua, yêu những khung trời hoa hương với nắng tơ vàng êm. Yêu sao ngày thơ lòng thương nhau, cười yêu nghiêng tà áo. Năm tháng theo làn mây trôi, ngày thơ xa dần mãi. Nơi cũ dâng sầu tê tái, sắc bướm hoa tàn phai. Hồn bướm hoa xưa còn đâu? Còn nhớ hai chàng người ơi, chiều nào thầm nghe lá rơi, ta nắn cung đàn u sầu, thương ngàn cánh hoa phai. Cho nhớ thương về quê xưa, mùa xuân không còn nữa, muôn cánh hoa đào phai úa, lối cũ rơi hững hờ. Nơi ấy bao ngày xanh qua, hồn thơ mơ màng quá, yêu những khung trời hoa bướm với nắng thơ. Lòng thương nhau, cười nghiêng nghiêng tà áo. Năm tháng theo làn mây trôi, ngày thơ xa dần mãi. Nơi cũ dâng sầu tê tái, sắc bướm hoa tàn phai. Tìm thấy đâu ngày thơ. Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Hoa bướm ngày xưa của Nguyễn Hiền. Để mở đầu cho phần 1 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống dành riêng cho ông, đã vĩnh viễn ra đi vào ngày 23 tháng 12 năm 2005. Nhạc sĩ Nguyễn Hiền sinh trưởng tại Hà Nội như lời ông kể về gia cảnh của mình. Tôi là Hà Nội, tôi là người gốc chính Hà Nội, nhưng mà ông nội tôi thì là gốc ở Bắc Ninh.
các cụ mới ra thành phố, bởi vì ngày xưa không có ai mà không có quê cả. Thế ra đến thành phố thì mới lập nghiệp, thì đời ông tôi là đi ra thành phố, thì đến đời ông già tôi thì đi học chữ Tây và đi làm công chức ở các tỉnh, cũng là high ranking official về ngành tư pháp. Nguyễn Hiền là anh cả trong một gia đình gồm 10 người con, 6 gái, 4 trai. Trong số có 2 người em của ông hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc là Thiện Huấn và Nguyễn Hậu. Người sau là một nhạc sĩ quen thuộc của nhiều phòng trà và vũ trường Sài Gòn trước năm 1975. Ở bậc trung học, nhạc sĩ Nguyễn Hiền theo học trường Bưởi và ông đậu tú tài Pháp năm 1945. Ông thường được bạn bè nể phục với trí nhớ rất đặc biệt của mình trong suốt những năm đi học. Nhạc sĩ Nguyễn Hiền bắt đầu học nhạc vào năm 1934 với giáo sư Nguyễn Thông khi chưa được 10 tuổi, cùng với nhạc sĩ Ngọc Bích và Nguyễn Văn Huấn. Tôi học nhạc từ năm 1934. Cái thời đó là một ông giáo sư mà ông ấy dạy chúng tôi là con công chức với nhau thành tập hợp thành một cái group. Thế rồi tôi, rồi ông Ngọc Bích, là mấy cái người Nguyễn Văn Huấn thì là học nhạc, ông giáo sư là ông Nguyễn Thông, chơi đàn ở Radio Paris cũng như là dạy về guitar Havien. Thế nhưng mà sau đó thì tôi học hòa âm của giáo sư Robert, rồi thì là ông mà thiếu tá Tây đó mà coi cái đoàn quân nhạc của Bảo An Hà Nội, hồi đó chưa gọi là Bảo An mà gọi là ban nhạc lính khô xanh, thì tôi học hòa âm ông ấy. Ngoài ra, ông cũng từng học violon được 3 năm trước khi tham gia kháng chiến khi nổi lên cuộc cách mạng tháng 8. Trong thời gian này, ông chơi đàn cho các ban văn nghệ tại Việt Bắc và viết nhiều nhạc hành khúc cho thanh thiếu niên. Ông cũng đã cùng với nhạc sĩ Đỗ Nhuận tiếp thu đài phát thanh Bạch Mai vào năm 1945 từ người Pháp. Khi trở về Hà Nội vào năm 1949, nhạc sĩ Nguyễn Hiền chính thức là nhạc trưởng của Hôtel de Paris cho đến năm 1954. Năm 1949 cũng đánh dấu cho sự ra đời của nhạc phẩm đầu tay của ông là Người Em Nhỏ, trong thời gian hợp tác với đài phát thanh Hà Nội với các nhạc sĩ Vũ Thành, Thẩm Oánh, vân vân. Năm 1954, nhạc sĩ Nguyễn Hiền theo chân đoàn người di cư vào Sài Gòn và bắt đầu chơi nhạc tại phòng trà Mỹ Phụng, khi nơi này còn có chủ là một người Pháp tên Barthélemy. Vào đến Sài Gòn thì tôi lại là người đầu tiên chơi cho cái tiền thân của Mỹ Phụng, là do ông Barthélemy ông làm chủ. Thế rồi ông bán lại, sang lại cho bà Phụng, thì lúc giờ mới thành Mỹ Phụng. Thì tôi lại chơi ở trong ban nhạc Quang Phụng, thì tôi chơi accordion. Kính thưa quý vị, một lần nữa, chương trình Nghệ sĩ và đời sống tạm ngưng phần 1 của chương trình đặc biệt dành cho nhạc sĩ Nguyễn Hiền ở đây, để mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm về mùa xuân rất nổi tiếng của ông. Đó là nhạc phẩm Anh Cho Em Mùa Xuân qua tiếng hát Thủy Tiên. Con đời bay chim lùa vạt nắng trong khói chiều chơi vơi, đất mẹ cây cò lúa đồng ta xanh mây mùa, ngoài đê diều căng gió thoảng câu hò đôi lứa, trong sóng vang chuông chùa chém sáng soi liễu dừa, con sông dài mây dài đất hiền chim hót mái nhà xinh kề nhau, anh cho em mùa xuân đường hoa vào phố nhỏ nhạc tràn hòa đầy đó, tình yêu non nước này bài thơ còn sao xuyến dung nắng vàng bạt mai.
bước mòn vì phố, mắt buồn vì ngọn cây. Anh cho em mùa xuân này tất cả, lọc non vừa chảy lá. Đời thơ thương có đời, mây chim lùa vạt nắng, trong khói chiều trời vơi. Đất mẹ gầy co lúa, đồng ta say mây mùa. Ngoài đê diều căng gió, hoàng tô hò đôi lứa. Trong xóm vang chuông chùa, trăng sáng soi liếp dừa. Con sông dài mây trời niềm yêu đời phơi phới, bàn tay thơm sứ ngọt, dài đất hiền chim hót, mái nhà xinh kề nhau. Anh cho em mùa xuân, đường hoa và phố nhỏ, nhạc tràn hoa đầy đó. Tình yêu non nước này, bài thơ còn sao xuyên, rung nắng vàng ban mai. Nguyễn Hiền là một nhạc sĩ sử dụng được nhiều nhạc khí như accordion, guitar, flute, violon, piano, keyboard, vân vân. Vì ông quan niệm một người nghệ sĩ thật sự phải biết sử dụng nhiều loại đàn. Và cũng từ sau khi vào Nam, một số sáng tác của ông lần lượt được phổ biến rất rộng rãi trong quần chúng như Anh cho em mùa xuân, Về đây anh, Người ơi nước Nam của người Việt Nam, vân vân. Về mặt truyền thanh, đầu tiên, Nguyễn Hiền được mời cộng tác với Đài Tiếng Nói Quân đội. Tại đây, ông thành lập một chương trình dân ca tồn tại mãi đến năm 1968. Năm sau, ông cùng nhà thơ Song Hồ thành lập một tiết mục trên đài này. Đó là mục đọc truyện được rất nhiều thính giả theo dõi. Chương trình đọc truyện kéo dài đến năm 1975. Song song với thời gian hợp tác với Đài Tiếng Nói Quân đội, nhạc sĩ Nguyễn Hiền còn được mời về làm việc tại Đài Phát thanh Quốc gia, tức Đài Sài Gòn, với tư cách là chủ sự phòng văn nghệ vào năm 1961. Tôi là ở bên Đài Tiếng Nói Quân đội, tôi là vẫn là công chức nhưng mà làm việc với tính cách dân chính. Ở Đài Phát thanh Quân đội thì tôi là chef program của Đài Quân đội, thì được mời sang để thời đó còn ông Diệm, thì tôi được ông Tuyến, ông liên lạc trước xong ông mời tôi sang làm chủ sự phòng văn nghệ ở bên Đài Phát thanh thay cho ông ấy. Và cũng từ năm 1954, nhạc sĩ Nguyễn Hiền đứng ra thành lập Ban Gió Bắc, gồm nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Đến năm 1963, ông đổi tên Ban Gió Bắc thành Ban Hương Dạ Thảo, hoạt động cho đến năm 1968. Nhiều nhạc sĩ nổi tiếng đã có những đóng góp đáng kể cho ban nhạc này, có thể kể đến như nhạc sĩ Y Vân, Xuân Tiên, Hoàng Trọng, vân vân. Ngoài ra, ông đã sát cánh với các nghệ sĩ khác như Đinh Hùng, Dương Thiệu Tước, Đan Thọ, vân vân, trong nhiều sinh hoạt nghệ thuật khác. Thêm vào đó, ông cũng đã đưa ra nhiều sáng kiến độc đáo và những chương trình phát thanh thời đó như lời ông kể. Chính tôi đưa ra sáng kiến là đọc truyện, những cái gọi là công từ radiophonic, đọc truyện ở trên đài phát thanh và có những reportage sóng, những tiếng sóng, những tiếng ấy, hình thức là tôi là người mà đưa ra cái đó, hình thức đó. Và thời đó chúng tôi, thời tôi còn ngồi ở đài quân đội, thì tôi đã thực hiện những bài, một bài hát mà anh Ngọc hát 4 dặm, thì hát xong thế là playback, xong rồi để cái ecouter lên tai rồi là hát theo cái playback, cái là hát dặm thứ hai, bè 3, bè 4, thì là một người thôi phải hát hợp ca 4 dặm do một người hát. Rồi tôi lại lấy một cái dĩa nhạc hòa tấu không thôi của Mỹ, ví dụ như bài Three Coins in the Fountain chẳng hạn thế, hoặc là The River of No Return, các thức làm lời Việt, Ngọc Bích làm lời Việt, các ông ấy hát với dàn nhạc Mentoni. Sau biến cố tháng 4 75, nhạc sĩ Nguyễn Hiền kẹt lại Việt Nam. Trong thời gian này, ông không còn sáng tác nữa, để chỉ chú tâm vào việc nghiên cứu bằng cách đọc rất nhiều sách đủ mọi thể loại. Nhờ đó, ông đã có một kiến thức sâu rộng về đủ mọi vấn đề, khiến khi tiếp xúc, mọi người không khỏi nể phục sự uyên bác của ông. Chiều tim không gian mênh mang niềm nhớ, bay bay năm xưa còn đó, đâu tìm người hẹn hò.
Hà vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Nghìn Năm Mây Bay của Nguyễn Hiền. Trong phần 1 của chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện đặc biệt dành riêng cho ông, để tưởng nhớ một tên tuổi lớn của nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Nhạc sĩ Nguyễn Hiền lập gia đình vào năm 1953. Vợ ông cũng là người thích nghe nhạc cổ điển và là người luôn khuyến khích ông trong lĩnh vực nghệ thuật. Vợ chồng ông có với nhau 4 người con, 2 trai, 2 gái. Người con trai út của ông là một tay sử dụng guitar cổ điển rất giỏi. Vợ chồng ông và người con gái út sang định cư tại Hoa Kỳ năm 1988. Theo diện bảo lãnh chính thức của người con trai lớn, đi du học từ năm 1970. Ông đã sớm hòa nhập vào xã hội Hoa Kỳ, để chỉ 3 tháng sau khi qua Mỹ, ông đã đi làm ngay cho Department of Employment của Orange County do không thạo Anh ngữ và từng học qua cách sử dụng computer cùng một vài nhu liệu phổ thông. Trước năm 75, ông đã được đi khá nhiều nước Anh, Pháp, Mỹ, vân vân nhờ số vốn trôi chảy về Pháp văn và Anh văn, cùng với một số kiến thức rộng lớn. Ngoài những quốc gia Âu Mỹ, trong 2 thập niên 50 và 60, ông từng được đi công tác tại Manila, Phi Luật Tân, tham dự hội chợ Thát Luồng tại Vạn Tượng, Lào, và ông đã từng đi Đài Loan. Trong thời kỳ làm giám đốc đài phát thanh thương mại năm 70, ông cũng đã sang Seoul tham dự Đại hội Phật giáo Thống nhất làm thông dịch viên cho Thượng tọa Thích Tâm Châu. Ngoài ra, nhạc sĩ Nguyễn Hiền còn được cử đi Paris để chuẩn bị cho phái đoàn truyền hình Việt Nam quay phim về hội nghị Paris. Riêng với nước Mỹ, nhạc sĩ Nguyễn Hiền đã tỏ ra có phần nào quen thuộc khi đã có dịp sang đây vài lần trước năm 75.
như trong lần sang New York vào năm 1970 với tính cách đại diện cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, hoặc trong chuyến thăm Ban Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Kính thưa quý vị, một lần nữa, chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện xin tạm ngưng phần 1 dành cho nhạc sĩ Nguyễn Hiền ở đây để mời quý vị thưởng thức thêm một sáng tác của ông mang tựa đề Ý Nhạc Chiều qua tiếng hát Kim Tước. Nhẹ rơi theo gió thu ngàn muôn chiếc lá vàng, dì dào reo thương nhớ trong lòng ai sao tê tái. Êm êm tiếng ca nghe não nề gần xa, như nhắc bao ngày tháng đã tàn phai. Làn mây trôi lướt trên bầu trời xanh lững lờ, một đàn chim tung cánh bay về nơi tổ ấm. Đâu đây tiếng chuông vươn mái chùa thoáng đưa, hiu hắt theo chiều gió đang lắng trầm. Hồn ta dâng chơi vơi trong lúc sương chiều xuống, nhạc thu vương nơi nơi lưu luyến bao tình thương. Nghe tiếng gió chút lo bình thề, hàng liễu nghiêng mình du lời chiều mến. Hồi chuông buông ngân vang êm lắng trong màn sương, tình thu dâng mênh mang theo gió đưa ngàn phương. Ta nhớ tới những phút xa vời, làng cũ nay chìm trong sương mờ rơi. Đàn chim ơi cho ta thầm nhắn tới sông vắng, có bóng ai đang mơ ngày thanh bình. Mùa hoa trên non sông đất nước thăng thiên, bao kiếp trai vui xây đời vinh quang. Vàng thu rơi bao la dù giấc mơ đầm ấm, lòng ta mơ quê hương nơi sống bao ngày thăm. Nghe gió lắng tiếng hát mơ màng, người nhé mai về ta gây tình thương. Và cũng nhờ có sự liên hệ với một số viên chức Hoa Kỳ, nên ba người con còn lại ở Việt Nam của ông đã được ông vận động với các dân biểu và nghị sĩ Mỹ, nên 3 năm sau khi ông đến Hoa Kỳ, những người con này đã được sang đoàn tụ với gia đình. Từ những năm cuối thập niên 90, chính quyền Mỹ đã đề cử nhạc sĩ Nguyễn Hiền làm ủy viên trong Hội đồng Văn hóa Nghệ thuật của thành phố Westminster cho đến năm 2002. Ông là người Á Châu duy nhất trong hội đồng này chuyên nghiên cứu về các kế hoạch văn hóa cho thành phố. Ngoài ra, ông từng được quận hạt Orange County mời vào hội đồng cao niên về Á Châu. Với những vai trò đó, Nguyễn Hiền đã tỏ ra là một người tích cực hoạt động, thể hiện qua sự tham dự thường xuyên những cuộc họp của những tổ chức trên. Ông cũng còn là người đề xướng những ý kiến thiết thực trong việc xây dựng những tổ chức mà ông là một thành viên có nhiều uy tín. Năm 2000, nhạc sĩ Nguyễn Hiền còn được Tòa Tổng lãnh sự Pháp ở Hoa Kỳ mời tham dự ngày Journée de la Francophonie tổ chức ở West Hollywood. Kính thưa quý vị, phần 1 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống dành cho cố nhạc sĩ Nguyễn Hiền sẽ được kết thúc sau đây với một sáng tác của ông mang tựa đề Về đây anh qua tiếng hát Hoàng Oanh. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần 2 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống dành cho nhạc sĩ Nguyễn Hiền vào tuần sau. Người ơi, nước Nam của người Việt Nam, vì đâu oán tranh để lòng nát lan. Đây bên hải là nơi ngăn cách đôi tình, chốn yên vui thành bình. Người ơi, sống chi cuộc đời thương đau, về đây áo cơm đùm bọc lấy nhau. Đấy nỗi lòng người dân tha thiết mong chờ, cơ vẫn đang tâm thờ. Người về đây sống vui đời thăm tươi, nên tự do.
về đây.